Thông tin từ Công an huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ một đối tượng, thu giữ 3.347 gam thuốc viện. Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng trinh sát phát hiện một đường dây vận chuyển ma túy qua địa bàn huyện Bảo Yên. Các đối tượng này thường xuyên thay đổi phương thức vận chuyển và địa điểm giao hàng. Công an huyện Bảo Yên đã tiến hành xác lập chuyên án mang bí số 123L nhằm tập trung lực lượng điều tra, xác minh và kiên quyết đấu tranh bắt giữ các đối tượng trong đường dây này. Vào khoảng 19 giờ 25 phút ngày 15 tháng 6 năm 2023, tại đường Liên Thôn thuộc Bản Vắc, xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên, lực lượng công an huyện phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh Lào Cai, đã phát hiện, kiểm tra và bắt quả tang đối tượng Giàng Xeo Dì, sinh năm 1987, trú tại Bản Mau 1, xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên, về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường là một túi ni lông màu xanh, bên trong có chứa chất nhựa dẻo màu nâu nghi là ma túy, với tổng trọng lượng là 3.347 gram. Đối tượng gì khai nhận số chất nhựa dẻo màu nâu trên là thuốc phiện. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ để đưa ra xét xử theo quy định.